họ muốn chiếm cái quả địa cầu này thành biến thành màu đỏ, thì cách đây mười mấy năm trước mấy vị có nói ở Trung Cộng, cho nên họ được Mỹ cho ăn no giống như giúp ngát vậy đó, giống như mấy câu chuyện mà ở Houston là bữa có ai cho mấy người đi phá giang á, rồi về nhà làm thịt luôn á, thì đại khái tức là lấy, đúng ra là phải lấy ân báo ân, không mà Trung Cộng lấy quán báo ân, tại vì cho nó khai thác vô nó mạnh thì lúc đó xém một chút ở trên sư phụ phải khấn, thì từ đó cái quả địa cầu ngày hôm nay mới thay đổi lớn cho tới ngày hôm nay được sắp sửa đó là kết thúc là để sẽ không còn cái tà cái ác cái bất công, tại vì có nguyện thời từ lúc mà tái sanh làm con người, nhất là người Việt Nam. Có nhiều người hỏi đại tử Mỹ hỏi sao sư phụ có nhiều ánh sáng như vậy, là một God nó nói nó thấy nó ngồi thiện thôi, nhưng mà sao hôm đầu hai là một người ngoại quốc nào nước nào nó có tiếng nói, cũng giống như ca sĩ Việt Nam mà nó ca suốt đời vẫn nghèo, ca sĩ Mỹ ca ăn bản là giàu vậy đó, còn tại sao sư phụ đầu hai là người Việt Nam mà lại vẫn bị người Việt Nam không trân trọng, đó là người Việt Nam mình có cái nghiệp nặng rất là nặng, hiện bây giờ họ cũng đang bị cái nghiệp rất là nặng, nhưng mà cái nhiệm vụ xuống trần để mà đón rước Phật Di Lặc, tất cả những vị Phật mà thời xưa mà lúc mà Phật Thích Ca 2600 mấy năm về trước, 500 mấy năm lúc mà thọ ký, khi mà Phật nhập diệt á, ở một cái thời đại mạt pháp này á, khi mà đạo Phật bị suy đồi bởi con cháu của Ma Vương mặc áo vàng vô nó quậy á, câu chuyện nó ai cũng biết rồi phải không, thì một vị Phật kế tiếp thì kế thừa, đó là Phật Di Lặc, là đức thầy của mình, Đức Bình Phú Sọ là Phật Di Lặc. Sư phụ chỉ nói 99.9 thôi nha, còn 1% để chờ ngài tự ngài nói, là ngài là số 1. Còn sư phụ là đệ tử của Phật Di Lặc, chuyên thừa của Phật Di Lặc, cái tiếng gọi cũng là giống nhau, nhưng mà trên cái sự thiết với kịch, sư phụ cho mấy đệ tử đức thầy kia và mọi người với cha đồ công bố ra bữa giờ á, để ai nên ai, con ma hay là con quỷ hay con Phật, nhà nào có cái bằng đó thì là con của Thượng Đế, con Phật, còn những đứa mà lì lợm đứng đầu thì sau khi cái trận này á, nó sẽ nhiều chuyện để mà xảy ra với mỗi người có nghiệp của họ. Cái nghiệp trước tiên á, là thấy thất nghiệp nè, đói nè, rồi bệnh nè, rồi mai mốt là thí dụ như bữa nay cúp điện ở Sài Gòn á, ngày mai là thí dụ như những cái gì mình thèm ăn như bánh mì rồi đâu có điện đâu làm bánh mì, rồi từ từ cái xuống cấp là thành ra điêu tàn. Thì cái bài Hồng Tàn Giữa Mùa Xuân á, thì bây giờ hoa hồng nó khô rồi héo rồi tàn bây giờ là rụng, nó đi qua 4 thời kỳ. Mà cái bài đó ngày xưa của một vị có cái tượng ngoại đang ngồi ngoài đó cho sư phụ, thì khi cái bài đó ra thì 1985 hay gì á, là chế độ Liên Xô đầu tiên sụp đổ, tại vì cơ trời mà đi hàng nghìn năm, thì những cái bài sấm cơ mà bây giờ trên mạng sư phụ bỏ lên đó là trúng hết. Thì cái bài đó tuy là có mấy câu nhưng mà nó áp dụng nguyên vỏ thể chế Liên Xô sụp đổ. Từ thời đó tới thời nay á, quý vị cứ kêu sư phụ phải đọc lại cái bài đó, phải thuộc lòng cái bài đó, Hồng Tàn Giữa Mùa Xuân, đứa nào mà thuộc lòng không? Thì đến hôm nay á, là rụng thiệt á, chứ không có còn là héo nữa. Tại qua hồng nó khó rụng lắm không? Nó héo từ từ, qua hồng là gì mình biết rồi đó, hồng quân đồ, khăn hoàng đỏ rồi. Nước Việt đang dậy chết, 4 bức tường đi khép lại vậy nè, khép lại. Sư phụ đã từng tái sanh vô khắp nhiều nước, khắp nhiều hành tinh.
riêng nước Việt, Hồ Tái sanh vô làm vua cũng mấy lần, giờ chưa nói được. Nó được vợ bển, nó ở Hà Nội, nó cạo mồi hay sao. Trung Cộng tụi nó ghê lắm, cho nên mình không có nói. À, để sau này đây mày biết. Đó là không phải là đùa, mà cũng phải là nửa nửa thiệt thật giả giả. Nhưng mà lời Hụ nói trên mạng này, cái đóng máy quay phim sẽ lưu truyền mấy nghìn năm, không bao giờ Hụ nói láo. Một lời Bồ Tát nói là thiệt. Thì có ân quán, có ân nợ với cái quốc gia này nè. Thì hôm nay mới ngồi đây. Rất là làm vua rất là nhiều lần của nước Việt. Mà lần nào mà xém chút là cũng bị Tàu nó đồng quá không. À, ngộ vậy đó. Xém chút. Lần này xém chút. Bữa cái vụ mà 999 mà ba cái địa điểm mà nó mua gì đó. Ở đây vụ khánh chết. Rồi bắt đầu có ngày cứ ngồi họp với mấy vị về chuyện này. Mấy vị nói ngày không thích thì tôi put nó on hold. Quản lại. Rồi cái lúc đầu á, hoàng xe với trường xe cũng khó đòi lắm. Tại vì nếu mà nói về lãnh thổ á, nước là của ông Long Dương cai quản, ổng làm ông nhạc phụ. Thủy phụ cũng phải ngồi xin xỏ. Cái vô phụ mới lên trên mạng mới kêu ba bốn chiếc tàu ngầm của Nguyễn Tấn Dũng mua phải không? Đừng có ăn cắp dầu nữa. Phải warm up nó. Tại vì bỏ nhiêu dầu á, mấy ông nội đó cứ hút bán hết. Rồi bây giờ muốn đi đuổi mấy con dịch vô á, làm sao đuổi? Đuổi dịch có nghĩa là khi Trung Cộng có chiến tranh với Biển Đông á, mình cứ ra mình lấy lại thôi. Chỉ cần một chiếc hải quân nhỏ nhỏ của Mỹ nó đậu chơi chừng hai thằng ngồi câu cá thôi là bảo đảm đại thất hạm đội của Trung Cộng nó không có dám xuống vùng đó. Đậu đâu khúc chỗ miền Bắc nước Việt á, vịnh Bắc Việt á, là làm sao mình cứ đuổi dịch, đuổi nó về rồi lấy Hoàng Sa, lấy Trường Sa lại. Chỉ đuổi thôi chứ không phải là đánh nha. Vậy mà cũng là không được nữa, tại vì không có dầu chảy ngoài thì sao mà đuổi. Trời ơi, Việt Nam không có cái gì mà nó không ăn cắp hết trơn á. Tàu ngầm mà nó còn rút dầu ra đổ nước vô nữa mà. Nhiều chuyện vui lắm, tự mấy con không biết. Để tôi ngồi tôi coi tình hình thế giới phải không. Rồi cái con lần có bắt trọng giả nữa. À, mỗi một ông nào số mạng tới đâu, chừng nào chết tôi phụ nắm tay hết. Rồi ông nào lên, ông nào xuống tôi phụ biết luôn. Mà mình không có nói nhiều thì mấy ông loạn cào cảo bển không. À, gần đây bển gửi người tới thăm núi mình hoài, nên giờ cũng phải cẩn thận. Như nào đông đông kiểu này á, ví dụ như mai mốt mấy đứa con ở thiên đứa nào có cái bát của Thiên Long Sơn á, đậu xe trên này. Còn người nào mới tới cho họ đậu ở dưới khu ông giáo đi, khu Catholic á. Để cho giống như mình tạo sự khó khăn chút. Nó muốn challenge thì cho nó challenge, nhưng mà khó khăn chút. Cái thế giới này á, Hụ núp cũng không được. Núp lùm như kiểu bà rồng lửa cũng bị vô họp. Cũng may là ngồi đây chứ không có núp. Nhưng mà thấy có ngày có giờ để mà mình gặp. Còn không gặp, không bỏ clip lên mạng thì cũng tội một số đứa con họ thiên. Họ nhớ, họ mong. Thì cái nào mình cũng phải trung dung, nhưng mà mình là dạng từ bi thì không có kẻ thù. Còn người nào mà coi cho Hụ là kẻ thù hay ghét cho Hụ á, thì người đó vô lý. Mình dũng dưỡng vô lý cho nó nhẹ nhàng nha. Chứ thật sự chuyện này không có đụng chạm ra, chỉ có nói lời thật thôi. Chờ khi nào tôi nói sai đi, có giỏi á, truyền thông, mạng truyền thông nó tự do đó, đưa cái gì tôi nói sai đi. Còn này mình nói để chi? Để mình xây dựng. Mình nói để mà cho mấy ổng á có cái miếng nệm để mà ổng hạ cánh an toàn, không có bị u đầu quá không. Là ở trên mẹ dạy, mấy vị ngồi ở ngoài đó cũng dạy, đức thầy cũng dạy, thường thường đức thầy về dạy cho phụ hoài. Sau này con á phải lấy ân báo oán. Ê, sorry, đúng không? Lấy ân báo oán đúng không? À, tức là lấy từ bi để báo oán, không có để cho trả thù qua lại. Và đồng thời á, không để cho giống như những đứa con cháu của mấy ổng mà qua đây lâu năm á, cho nó trở về để ứng cử lại.
Mục đích của mình á là người thế gian không có quyền xử người thế gian, để cho nhân quả, và nếu mà họ giờ chót họ quay đầu thì cũng được cha xóa một phần tội đó. Còn nếu mà họ lì quá đó thì họ sống trong cái hận thù khổ, ở trong luật Phật ai mà ôm hận nhiều, ai mà sân si á, thì cái thần hồn của họ sẽ bị đi về đâu mình biết rồi đó. Nhưng mà nhiều khi họ không có hiểu về tâm linh, không hiểu về đạo thì cũng tội nghiệp. Còn những đứa nhỏ nó lớn lên nó vô tư. Chứ bộ hồi lúc đầu á, nói mấy cái này cách đây 5-6 năm, mấy ông HO ở đây á, chửi kiệt, mày nói hả, mày thân cộng hả. Tôi theo cái thiện, tôi không có thân ai hết, tôi nói là thật. Còn mấy ổng thì hăng máu lắm, chắc mấy ổng nhất là ông đồ bạc mình. Chứ phụ phải dịu xuống, phụ phải giải thích. Rồi bây giờ là những ông HO mà gần gần với phụ á, là bây giờ không còn thù nữa. Tại mấy ông hiểu rồi, cùng là người Việt, nếu mình đấu qua đấu lại thì cái nước mình nó sẽ rất là chậm phát triển, không có lên lẹ được. Cũng giống như nhà hai chồng gây lộn á, chẳng có ma nợ dám tới chơi mình. Hai anh em quýnh lộn có ngày quýnh hai thằng đó, không ai chơi nó. Nước Việt mình cũng vậy. Sau này là mấy vị nói cờ này nè, mấy cái nón để lên quầy, nón của cái nón dưới này nè, thấy không? Cái ở trên á là người Bắc, ở giữa là người Huế, sau người Nam của vua Thành Thái 1138, da vàng á, không? Thì cái lá cờ này nó đã có một cái lịch sử lâu ngày trên thế giới rồi, nó chỉ bị đứt đoạn có năm mấy năm à. Hôm nay Liên Hiệp Quốc với NATO với Mỹ, tất cả các đồng minh gọi là phe đồng minh chứ không phải phe trục nha, sẽ dùng cái lá cờ này hàn gắn lẹ lắm. Việt Nam muốn mượn nghìn tỷ nó cho mượn liền, muốn hết công ty khai thác vô là cho vô liền, lẹ lắm. Còn một lá cờ nào lạ hơn ngoài cái đó bảo đảm sẽ không có được, dân sẽ không bao giờ từ đang chết đói mà trở thành là một mâm cổ đầy được. Muốn lẹ là chỉ có thằng này. Thì cơ trời đi như vậy, mà cơ trời đi hàng nghìn năm, đi trước khi Thiên Tấn Kiệt này sinh ra đời, đi giống như cuộn phim đã làm xong rồi. Người nào được coi trước, người nào được coi sau thôi. Nó sẽ đi theo lớp, theo lan và đi đồng bộ. Đi đến lúc mà nghe với tàu hai thằng đó cũng giống như con rắn hai đầu cùng chết một lượt, một đầu chết cũng không được. Hiện bây giờ thằng nghe là coi như chết rồi, sống mà cũng như chết, cũng giống như mấy vị nói bắt chồng vậy đó, thấy sống nhưng mà cũng như chết. Thằng Trung Cộng cùng với thằng nghe sẽ đi một lượt, thì cái thế giới nó mới gọi là xoay một lượt, quay thay đổi một lượt. Chứ còn một hàng rồi chừa lại một hàng cũng không đúng. Cái đó không có gọi là thời vàng kim nữa. Thời vàng kim khi Phật Di Lặc xuất hiện, thế giới con người cùng một tiếng nói, cùng một cái sự thông cảm, cùng một cái tánh thiện, cùng một cái lý tưởng là làm cho cái quả địa cầu này trở lại thanh bình. Không có lý do gì á là cứ hàng xóm với hàng xóm mà cứ đấu đá đánh với nhau tối ngày, nó sẽ làm cho nguyên một cái thế giới không có trật tự, không có ai chế vũ khí trong tương lai nữa, nhất là nghe sẽ không còn nữa. Bây giờ nó bên chế cũng chẳng ai mua. Mục đích cuối cùng của mình đó là để cho nhân loại biết có Phật Thánh Tiên ra đời. Và nhất là nước Việt nhỏ xíu, mà ngày xưa ông chọt bà sinh tên là vua nước Mỹ nè. Tại vì ổng là vua nước Mỹ, ông Quan Công là vua nước Tàu, ông Trần Đạo là vua nước Việt, ba ông là hội họp tối ngày. Về bên cõi kia là chánh, lãnh lệnh của cha. Rất là đông mấy chư vị ở trên núi mình, ai cũng thấy rồi đó, ai cũng biết rồi đó.
về đây mới có cảm nhận được, ở xa nghe nói thôi không có cảm nhận. Trở về nước Việt, tại sao Phật Thánh Tiên hạ phàm cho nước Việt? Tại sao Việt Nam bây giờ nhảy lạch đạch đó, giống như là bị Covid đó, nằm trên giường bệnh sắp ẹt rồi đó, mà không cho để Phật Thánh Tiên hiện hình ra để mà giúp cho quốc gia, cho dân bớt đói đi? Đó là một quy tắc. Khi đã là quỷ thì nó ăn không được, nó cũng phá cho hồi. Cái tâm ma nó là như vậy. Mà khi 100 triệu dân mà đang sống chung thì cũng bị cái nghiệp lây á, cũng bị khổ lây cho tới ngày đó. Thầy giáo phụ nói thẳng, quỷ là ai? Quỷ là cái xác Hồ Chí Minh nằm đó, chỉ cần đem thiêu thôi là nước mình không có bị chấn ém, là dân tự nhiên hoan nghênh lên liền, là thoát nạn liền, là 6 triệu chim hiền 3 giờ rụp rụp liền. Thí dụ như ngày mai bác chồng ra lệnh, bây giờ thiêu xác bác Hồ mình nghe, bác Hồ thành Phật rồi, thiêu nha. Chứ không phải như mấy sư cô của hổm ca Việt Nam Hồ Chí Minh muôn năm nha, giờ muôn năm cho ổng về trời đi, giảng sanh cho ổng đi, nhưng mình thương ổng đi, đưa về trời. 6 triệu chim hiền mấy đứa con, tất cả trên thế giới có ai chịu đi về đứng để mà tiễn xác bác về trời không? Hả? Không. Tào lao cao đồ nó không. Bây giờ thí dụ bắt chồng chịu, mình cũng phải chịu, phải tiễn một đàng hoàng phải không? Chứ mà nó không đâu được, nó không ông để trên hình nó hoài thì sao? Kiệt đầu tiên sẽ đi về tiễn. Tất cả hồ thiên nhân thế giới cũng phải về sắp hàng tiễn luôn, đứng nghiêm đàng hoàng phải không? Tiễn bác Hồ đi về trời để cho cứu 100 triệu dân. À, chứ giờ để dân chết thì ổng đã chết rồi. Ông đốt đi tiễn nghiêm thì mình đứng nghiêm thờ. Không, nó ăn dày biết sao không? Tại vì Kiệt rất là yêu bác Hồ. Để Kiệt giải thích. Là tại vì trong cái movie mấy vị không có hiểu, tại Kiệt nói chuyện với mấy vị thường xuyên. Mỗi một ngày á là giống như người cày cá ruộng vậy á, đưa cái đầu lên, tức là đưa cái hòm lên buổi sáng là cực hình đúng không, rồi chiều cái đem cái xác xuống lặn lên hợp xuống, cứ nghe cái đầu trồi lên hợp xuống ngoài giống như bị chấn nước vậy đó. Bác đời rất là đau đớn, bác nói Kiệt ơi ngài cứu tôi. Ở ngoài đời á thì mọi người kêu bác Hồ là bác Hồ, còn trong bô vây ổng kêu Kiệt là ngài mà. Thiệt cái thường nó lão rồi. Ngài nói tôi nó đừng có hành hình tôi nữa, nó xài tôi đủ rồi. Nó đưa lên rồi đưa xuống, đưa lên, mà ngày nào cũng vậy. Bây giờ bất cứ một người nào, ví dụ Bác Ngư mà chết, sau này con Bác Ngư làm gì Bác Ngư chịu không? Đó nó là mồi nhưng mã đẹp, chôn rồi xi măng đồ đẹp đó không? Cứ đưa lên đưa xuống kiểu đó. Ồ, đau đớn lắm. Thì mình đang nói Việt Nam dễ chết. Mà nếu mà biết như vậy thì tại sao không cho Đức Thầy của mình xuất hiện, không cho Kiệt đi về Việt Nam? Tại Kiệt về là Kiệt đem mấy cái mạch này về được mà. Nhưng mà Đức Thầy xuất hiện á thì cả thế giới mới chấn động, thì mới biết được á là. Quý vị nên nhớ nha, những cái đạo của Mỹ ở đây nó có đạo gì ta, nhiều loại lắm. Ở miền Trung nước Mỹ nó có mấy cái đạo Mormon, rồi đạo Công giáo, đạo Tin lành, đạo này đạo kia. Nhưng mà họ lúc nào cũng rất là sùng kính, đi nhà thờ rồi thường xuyên mỗi tuần. Nhưng mà họ lúc nào cũng nghĩ là Thượng Đế với những cái tâm linh, những đấng bề trên ở xa xa lắm. À, mình ở dưới đất này mình làm gì ở trên không có biết. Họ vậy đó, họ không bao giờ họ tin là Thượng Đế tuy ở xa nhưng mà rất là gần với mình. Họ không bao giờ có cái thuyết đó, cho nên họ cứ nghĩ là Thượng Đế ở super cao,
à, Phật đồ họ cũng tin nữa, nhưng mà ở cao lắm. Còn mình ở dưới này xa quá, mình làm gì mình cứ làm, thì những cái đạo khác họ tin là như vậy. Họ không bao giờ ngờ được là ở trên cũng có thể mang xác phàm, cũng có thể nói tiếng người, cũng có thể làm việc như người, và đồng thời khi mình khấn là mấy vị cũng chung quanh của mình. Thì làm sao để mà nói cho họ hiểu? Thì cũng may có ông đại tử ngồi đó đó, Ác Bình, ổng là nhà khoa học gia đó con. Ổng đi qua bên khắp thế giới, ổng dạy khắp đủ loại sắc dân. Ổng mới đi bên Jerusalem nữa, mai mốt ổng sẽ viết cuốn sách, ổng sẽ kể hết. Cũng giống như bây giờ ổng ở cái thiền định, ở cái cấp sơ thiền á, ổng thấy được. Giống như bên Hilton ổng thấy ma hồ đúng không? Hồi hôm qua ông kia ổng nhìn thấy sư phụ có 7 dòng, 8, 9 dòng hào quang. Rồi hào quang cứ phóng lên nhìn hà ổng quảng hồn. ông Ác Bình thì ông mới biết sư phụ là rồi. I just told people that you saw me have a 7 or 9 over and the light, yeah, the light go to the sky, yeah, big. Tại cái lực của sư phụ mạnh lắm, như cái điển á, cái hào quang á nó mạnh lắm. Nhưng mà ở đây á không phải mình ổng, mà những người trên núi mình, những người hộ pháp sư phụ ai cũng biết mà. Thì sư phụ xưa giờ nó có như sao là vậy á, thì mới trị bệnh được đúng không? Mấy con muốn được như ổng á, nó không phải buông hết, đừng có ham tiền ham của gì hết. Ổng buông mà cái đầu ổng rất là pure, cái đầu ổng như cái mặt hồ không có gió gì đó, thì ổng mới nhìn thấy được sư phụ. Còn mấy con còn giao duyên với đời, còn phải đi làm này nọ, thì cái căn bản mấy con chỉ cần làm đúng lời thụ dạy từ xưa giờ,